Một vụ việc đau lòng nghi là do bệnh nhân trầm cảm gây ra vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh làm hai người thiệt mạng. Người chị gái được cho là đã cho em trai uống thuốc ngủ liều lượng cao rồi sau đó đã tự dùng dao gây thương tích cho mình và cũng dẫn đến tử vong. Vụ việc xảy ra vào sáng qua khi người giúp việc trong gia đình phát hiện Phương Nguyên sinh năm 1999 chết dưới sàn nhà với nhiều vết máu. Trong khi đó thì cháu Mạnh Quân sinh năm 2013 nằm ở trên giường trong tình trạng là người lạnh. Ngay lập tức thì hàng xóm đã đưa cháu bé 4 tuổi đến trung tâm y tế thành phố Móng Cái, nhưng mà cháu bé đã chết trước khi vào viện. Uyên là người chị cùng mẹ khác cha với Quân và có nhiều biểu hiện trầm cảm sau khi vừa trở về từ Australia vào tháng 7 vừa qua. Hàng xóm sống quanh gia đình nạn nhân cho biết là họ ít tiếp xúc với Uyên nhưng mà thấy Uyên không có nhiều biểu hiện bất thường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cơ quan chức năng đã loại bỏ khả năng nạn nhân bị cướp, bị giết mà cho rằng là có thể do trầm cảm nên cháu Uyên đã cho Quân uống thuốc ngủ liều cao rồi sau đó bản thân dùng dao gây thương tích dẫn đến tử vong. Ngay sau vụ việc đáng tiếc này thì chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch cùng với các hội phụ nữ và các tổ dân phố tuyên truyền tới các gia đình lưu ý đến việc phát triển tâm lý của trẻ em trong gia đình và khi có biểu hiện lạ thì cần đưa ngay các em đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.